Chiều nay mình ăn gì vậy ba? Mình ăn cá chiên xù cha ư. Cá chiên xù hả? Ở đây là có cá chiên xù ta. Con Linh cha dùng cái thao cho biến ngay con cá chiên xù cho con. Linh. Chào. Chào. Cái thao cũng phải cha thành kỳ lắm nha. Biến cái gì ra không được, con uống cái gì con biến được nha. Rồi giờ con ngồi xuống đây đi, ngồi đây đi, cha lấy cái thao lại biến ngay con nha. Có cái thao nè. Bây giờ vậy nè ha. Cái gõ con gõ vậy nè, con gõ con ướp một món rồi con gõ một cái nha. Hay là ba cái đi. Ba cái nó hiệu nghiệm hơn. 1 2 3 cái cho ta cái gô chiên xù. Chưa? Giờ chắc chưa? Chắc rồi. Ăn cái gô chiên xù phải không? Giờ con gõ đi. Cho ta ăn cái cá chiên xù. Ồ biến. Rồi cái thao này bị lỗi rồi, bây giờ có cá sống này con muốn ăn cái gì? Cá nướng đi. Cá nướng hả? Bây giờ bữa nay cho làm món cá nướng muối cho con ăn ha. Cái gồm ngộ em nè. Con mấy con làm như nó bị ốm này nè. Mấy con nó mọc. Có trứng nó mọc. Có con cái cá. Có trứng nè. Bây giờ mình đâm muối ớt mình ớt cá nha cả nhà. Đó mình cho muối vô nè. Rồi cá bự quá. Cá bự quá. Đâm đây. Rồi mình cho một ít bột ngọt vô nghe cả nhà. Bột muối ớt mình chỉ có đâm như thế thôi. Ớt thì khai bỏ vô sẵn trước đây. Ớt thì đây khai dùng ba trái. Ăn beo nó ăn cay cũng hạn chế nghe cả nhà. Đây, cái bự. Để xuống đi con. Ui trời, ăn mập thì ăn mập luôn. Ăn mập luôn. Ăn nha. Ăn cái nồi, ăn cá, ăn đồ ngon không? Cái gô chiên xù. Cái gô chiên xù con béo đó. Chiên xù mà ra cá sống luôn. Rồi giờ mình sẽ đổ vô mình ốp nha cả nhà. Ốp đây. Còn kìa. Trộn lên đi. Trộn lên. Cái gô này mình phải xử lý kỹ nha cả nhà, để nó nhớt đó. Để nói chung cũng có trà chanh đồ hết trơn. Thôi con đi rửa cái trà chanh mà. Thì cha rồi mình ốp đây cho nó thấm nha cả nhà. Xong rồi mình sẽ đi nhúng than ra mình nướng nha. Cá mình nướng ớt cũng ăn khá là ngon nha. Giờ mình vợ chồng Khai đi bẻ rau ha. Kiếm rau rừng luôn. Tại là bữa nay trời cũng chỉ mưa đó, không có đi đâu được. Không đi gì bữa nay đâu. Không quá trời non rồi mẹ. Mưa không gầy mấy đám. Em bẻ đại nguyên cái cọng cho nó lên nè. Ngon nè. Như được ha. Ừ. Bẻ mấy đọt nghề đi. Đột nghệ này ăn thơm em biết không nè. Nhiều hả? Cốc non này ăn với cá nướng cũng ngon lắm nè. Đó kìa, quằn nhánh này xuống nè. Nhánh này nè.
Ừ. Còn xuống đây anh bẻ cho. Được. Nhiều quá. Ngon quá. Nữa. Rồi. Non, xèo luôn. Thì ngoài đó có ba trái cóc kìa. Xa quá không bẻ được đâu. Có cắt lò kìa. Bẻ cắt lò đi. Cắt lò này ăn cái nướng cũng ngay luôn, nó như bánh xèo luôn. Nguyên đọt đi về mình thấy. Bẻ, anh thấy bẻ từ lá nó im hơn. Nó dai quá. Gà con cua nè. Hổng gà nhỏ nhỏ không, bữa nay cũng nhỏ luôn. Bự nè. Gà con cua nè cả nhà. Cái cọng nó bự mới ngon. Cái này cọng còn hơi nhỏ em. Em đó. Lựa mấy cọng bự đi, chừa mấy mình chừa mấy cọng nhỏ nhỏ lên. Ngon nha. Ngon. Lá này lá hàng hai nè em ha. Ngon. Lá Hà Nội. Ừ. Ngon quá trời luôn cả nhà. Cái này là ăn bánh xèo là bá cháy. Ăn chị bệnh nữa đó. Anh thấy nhiều gào đủ đó em. Nhiều đủ mình ăn. Bây giờ mình vô nhà mình nướng cá nha cả nhà. Giờ mình quét dầu lên dĩ đừng cho nó dính. Đừng cho nó dính cá dính dĩ nha cả nhà. Ui, lên vét bề xuôi không? Ui, có nhiều quá. Ngày còn ngập thẳng. Dầu nó nhiễu xuống than nó cháy không? Cháy mà. Thì cá ngon quá. Này người ta kêu là cá lên dĩ nè. Cá như heo. Cá bự. Cá ướm kìa. Cá mua đi. Cá này làm như nó có mấy con hồi nãy nó đẻ rồi em à. Nó đẻ rồi nó ốm. Đẻ rồi nó ốm rồi. Cái con này nó còn trứng. Để trứng luôn á. Nãy nó xài nó không nè. Cái dĩ để 5 con bít vậy luôn hả? Bít dĩ luôn, cá bự quá. Cá bự quá. Cá một gan tay. Cá này hơn gan tay em. Cá một tay con. Tay con là hai bàn tay của con. Trả lời được em, để hộn cá nó. Cá nó cá nó bị cuốn lên á, mình khó hộn, mình khó nướng. Ừ, cái cá nó quẹo quẹo quẹo. Cá nó quẹo quẹo. Quẹo quẹo. Vẻ giống cá siêu viên. Ừ. Quẹo quẹo giống cái nhảy quá. Cái hồi nó co xuống riêng. Cái này đỡ nó bước lên sao nó co được. Nó co xuống rồi đó, thấy không? Ghê. Cái này nó không quẹo xuống. Cái này lửa nó chưa tới nè. Chưa nóng nữa không? Cái con này nếu dài. Cái này là cầu được ước thấy nè. Đó, còn thấy không? Nó xuống rồi đó. Này. Con này nó cầm tay con à. Cái đùi nó xuống hả? À? Ở bên đó là đang làm mã cả nhà nên ồn quá, máy cắt gạch. Ui giời, cái này nó méo qua bê luôn rồi. Cái này nó méo qua bê luôn rồi. Méo à? Nó sụ xuống rồi đó. Mẹ nè. Hả? Mẹ nè. Cái ngon em à. Cái này chắc béo lắm. Béo. Béo là ngon. Bơm nồi đi. Trứng à. Bao no luôn. Cái trứng này anh chọn làm như nó bị bể không? Anh làm bể trứng người ta luôn rồi.
Ê, chúng mình bỏ vô cái giấy bạc miếng. Bỏ gì? Trứng hả? Trứng á, để nó gớt. Để em để lại lên mấy cái lỗ này thử thì nó gớt không? Nó săn lại là nó không gớt đâu. Sợ nó khét á. Nó khét không trả được đâu. Nó săn là nó không gớt. À, mình nhắc cái bụng đi. Nhắc bụng không chín đâu. Để hồi nó săn lên nó cứ ngắt thà nó đâu có gớt đâu. Trả đôi màu rồi nè. Ui thơm quá. Cái muối ớt nướng lên cái nó đóng cục em ha. Nè nó vàng nè. Ngon ha. Hèm quá. Ăn hiền quá. Trứng cá kìa. Nhìn cái màu thơm cái ngon. Ngon ăn hơn luôn. Cá nhiều quá. Đó. Ui. Ghê rồi. Nghe mùi thơm em ha. Thơm rồi đó. Thơm rồi đó. Nghe mùi. Thơm ớt đường bích đồ muối luôn này. Muối với ớt với mà cái da cá ngoài nó vàng đấy em à. Thơm phức luôn. Bạn coi nó giòn nè. Ngon quá em. Đã quá. Ui thơm quá. Nướng mấy cái đầu kỹ em. Nướng mấy cái đầu để nó không chín mấy cái đầu ạ. Thơm bích muối á. Kéo đầu xuống nè. Kéo đầu nữa xuống. Lôi đầu. Cá này nó ốm nhom. Ít nhom không có thịt. Ít nhom. Thấy con này lên dĩ đây. Ừ, con này uống nè mẹ. Con này biết con này nè. Hai con uống. Hai con người ta có trứng này. Ba con luôn. Uống luôn. Con trứng chưa? Em gấp hồi nó gã luôn á. Ngon quá. Mập này lên dĩ, còn con này là lên dĩa. Này bố lên dĩ hết. Này bố mà cho lên dĩ hết á. Chào cả nhà. Giờ cá chín nè cả nhà ơi. Giờ cha mời cả nhà cùng thưởng thức với cha chồng cá ha. Đó, cá cá nghe nha. Ngon không? Quá ngon luôn. Rồi đây rau nè, có khế, có lá cóc đồ. Mấy rau nãy vợ chồng cá đi bẻ đó. Bẻ ra nửa cá đi. Cái thịt nghe nha. Cái nhừng mà nghe. Ngon quá nhà thịt. Cả nhà nha. Ăn cái bụng nó béo còn gì nữa. Vừa ăn nó béo. Hỏi nhà nó như nào. Bắp tay cắn nguyên nước xương luôn rồi sao. Con ăn con lừa xương nha. Nãy xíu đi vô cổ rồi. Kìa mẹ gỡ cho con kìa. Cá thịt nè cả nhà. Ngon quá luôn luôn. Tìm ra. Nhỏ lớn không ăn không ăn xương mà toàn là dẻ không à, dẻ sẵn không à. Ăn miếng rau nha cả nhà, cô chú ăn nè. Cái này là đục ốc, có lộn đục cốc. Cốc. Đục ốc đâu đây nha. Này là gì, lá nàng hai nè. Ngon quá cả nhà. Cô chú ăn da. Khế chua đó nè cả nhà. Lấy một miếng cá vô.
Bữa nay cái video nó hơi ồn ha. Quá trời. Ở bên đó làm nhà thông cảm nha cả nhà. Cắt gạch rồi gần bắt nhạc nữa. Ngon quá. Mời cả nhà ăn nha. Ngon không con? Cháo ốp vàng không? Cá này cháo ốp vàng không? Chưa. Bói hôm bói ngon luôn cả nhà ơi. Nhà mấy con cá nè. Nướng thịt nó trắng tươi phiếu luôn. Nè. Nè cả nhà thịt nè. Cái có còn chưa chín. Ngon em. Ngon nó nữ bụng nó béo. Cô chú ăn nha. Ngon. Mời cả nhà nghe cả nhà. Bây giờ Khải sẽ thử một miếng này. Mời cả nhà nha. Cá nghe cả nhà. Ngon quá cả nhà. Chấm ớt nha cả nhà. Ngon ngon. Ớt mưa ớt nó thấm vô cái vàng ngon em ha. Mời nhà cái nha. Ăn một miếng thế vô. Thế người thấy ngọt. Nó chua chua. Chua ngọt á. Rồi ăn lá cách vô cả nhà. Cá nướng thì còn có lá cách đồ ăn ngon. Ăn cái bụng xỉu luôn. Bụng béo em nè. Béo. Với mấy cái kỳ á. Qua cái xương ra. Thưởng cho cô bé một cục bự đây. Nhất là mấy cái cây này nè cả nhà. Béo. Cái bụng nó béo, cái gô phải xương con. Xương mà nó thịt nó béo. Biết khi nào mới hết dịch em không? Để đi làm rồi đấy. Lâu hơn nha. Mấy tháng này ở nhà không? Ba cũng không đi học được luôn. Mời cả nhà nghe cả nhà. Mời cô chú anh nha. Chú anh nha. Con mời cô chú ăn không kịp luôn. Chú ăn nha. Ăn thế chắc này ngon hả? Con mời cô chú ăn không kịp luôn. Đó mình làm cái đầu luôn nghe nha. Ngon quá nha. Cả nhà thấy hay nhớ ủng hộ cho gia đình Kha nghe cả nhà. Cho Kha xin được được like một đăng ký một chia sẻ nha cả nhà. Em bị sặc ớt rồi. Dạ gia đình mình xin chào em lại cả nhà nha cả nhà. Chào cả nhà. Mong cả nhà thương gia đình mình nhớ ủng hộ nha. Chúc cả nhà mùa dịch này thật nhiều sức khỏe nha cả nhà. Rồi chào cả nhà nha.